Xin chào tất cả các mẹ. Mấy hôm nay thì thời tiết giao mùa nóng lạnh thất thường ấy, nên đối với những bé mà có cái đề kháng yếu đấy ạ thì rất dễ bị ốm bệnh, đặc biệt là những cái bệnh mà liên quan đến đường hô hấp hay là đường tiêu hóa đấy ạ. Mỗi lần con ốm ấy thì mình thấy là các mẹ rất là lo lắng, bởi vì nếu như cái tình trạng này kéo dài ngày thì sẽ khiến cho trẻ trở nên mệt mỏi này, chán ăn, hấp thu dinh dưỡng kém, và lâu dần thì sẽ khiến cho trẻ rất dễ bị sụt cân và chậm phát triển hơn so với các bạn bè đồng trang lứa. Và khi mà tư vấn cho các mẹ thì mình cũng nhận thấy là hầu hết các bé này đều đang nằm trong cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch từ 6 cho đến 36 tháng. Bởi vì ở cái giai đoạn này, do là cái hệ miễn dịch của trẻ còn chưa được hoàn thiện và cơ thể chưa sản sinh ra được các cái kháng thể để có thể chống lại được các cái tác nhân gây bệnh. Đó, vậy nên cái việc mà cho con sử dụng sang những cái sản phẩm để giúp tăng cường sức đề kháng trong cái giai đoạn này là thực sự cần thiết. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các mẹ một cái sản phẩm, đó chính là sữa Colostcare 24 giờ mới. Và đây cũng chính là một cái giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt để giúp tăng đề kháng này, cải thiện cân nặng, để từ đó sẽ giúp cho con thoát khỏi cái vòng xoắn bệnh lý ốm vặt đấy ạ. Và một cái điểm mà mình ấn tượng nhất ở cái sản phẩm Colostcare 24 giờ này, đó chính là được phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học NutriCare Hoa Kỳ, nên sẽ đạt được những cái tiêu chuẩn cao cấp của Mỹ, thiết kế dành riêng cho trẻ em Việt Nam đấy ạ. Sữa Colostcare 24 giờ thì được bổ sung hơn 1.200mg kháng thể IgG cao vượt trội từ sữa non 24 giờ được nhập khẩu từ Mỹ. Do đó thì nó sẽ đảm bảo được cái nguồn sữa non chất lượng cao này và cái kháng thể IgG là cao nhất. Và cái nguồn gốc nguyên liệu thì như các mẹ thấy là được thể hiện rất là rõ ở ngay trên mặt chính của bao bì đấy ạ. Trong đó thì IgG đấy ạ là cái kháng thể mà có số lượng nhiều nhất cũng như khả năng hoạt động miễn dịch là mạnh nhất. Và nó sẽ giúp đánh dấu những cái con vi khuẩn hay là virus gây bệnh ấy, để cho tế bào miễn dịch có thể nhận diện và tiêu diệt những cái con vi khuẩn và virus gây bệnh đó. Vậy nên nếu như mà bé nào ấy có được bổ sung cái hàm lượng kháng thể IgG cao thì sẽ giúp cho con là hạn chế cái tình trạng ốm vặt này, ăn ngon, ngủ ngon, để từ đó sẽ giúp cho con tăng cân và phát triển một cách khỏe mạnh. Ngoài ra thì cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh đấy nó cũng góp một phần rất là lớn trong cái việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bởi vì theo các chuyên gia thì có khoảng 70% hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta nằm tại ruột, và chúng sẽ tạo lên một cái hàng rào vật lý và sinh hóa để làm sao ạ, nó ngăn chặn những cái vi sinh vật gây hại và các cái chất độc xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, trong khi nó cho phép các cái chất dinh dưỡng có lợi hấp thu. Và để giúp cho trẻ có được cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh ấy, thì trong cái sản phẩm Colostcare 24 giờ đã được bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn này, chất xơ và HMO, thì qua đó sẽ giúp giảm cái tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách là ngăn chặn cái sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh. Và đồng thời thì nó cũng giúp giảm được cái tình trạng tiêu chảy hay là táo bón hay thường gặp ở trẻ. Hơn nữa thì cái sản phẩm Colostcare 24 giờ còn có cái thành phần là protein dễ hấp thu, qua đó thì nó sẽ bổ sung cái năng lượng cho cơ thể đấy ạ, để từ đó sẽ giúp cho bé tăng cân. Cùng với lại 56 dưỡng chất thì như các mẹ thấy trong cái bảng thành phần này, sản phẩm rất là giàu cái hàm lượng vitamin và khoáng chất đúng không ạ? Trong đó thì có bộ đôi canxi này và vitamin D3, đó thì nó sẽ giúp cho bé cao lớn và làm giảm cái tình trạng suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng hiệu quả. Rồi là DHA cùng với lại taurin này, acid folic, iốt thì sẽ giúp cho trẻ phát triển về trí não và hoàn thiện cái thị giác. Qua đó thì nó sẽ giúp là hỗ trợ quá trình học hỏi này, ghi nhớ và tăng cường cái nhận thức của trẻ. Sữa Colostcare 24 giờ thì có đủ cả sữa bột dành cho bé từ 0 cho đến 10 tuổi và cả sữa bột pha sẵn đây ạ, dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên, và có cái công thức tương đương như là sữa bột nên rất là tiện lợi cho cả mẹ và bé đấy ạ. Và hương vị của sản phẩm thì có hương vị rất là thơm ngon, vị nhạt thanh, dễ uống. Vì vậy mà cái bộ đôi sản phẩm Colostcare 24 giờ đấy ạ, nó chính là một cái giải pháp dinh dưỡng toàn diện. Và đây cũng là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học NutriCare và Viện Dinh dưỡng Y học NutriCare Hoa Kỳ, chuyên biệt dành cho những bé mà có cái đề kháng yếu này, tiêu hóa kém và chậm tăng cân. Đó thì các mẹ hãy tham khảo và lựa chọn sử dụng ngay cho con nhé.